Nhất tâm định lệ đức nhai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm định lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập bài pháp thoại nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tập chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở trong pháp cú kinh có câu Đức Phật ngài dạy rằng: dư xét sanh ra từ sắc, nó trở lại ăn bòn thanh sắc, cũng vậy người ngu tự làm ác, quả gì thuộc hại nó. Ở đây trong bài kinh này, Đức Phật thuyết cho vua Pasenadi nghe có ba cái pháp mà nó đem đến cái sự bất lợi. Ba pháp khi nó sanh khởi, ở đây chúng ta nhớ để chúng ta làm cái, chúng ta nhìn ở trong cái bài kệ, trong con suy thì chữ Purisasa thì ở dưới bài kệ đó, nó tương đương với chữ Purisang Papachetasang. Đối cách Thamma Tayo Thamma, ba pháp chỉ cho tham sân si, trong cái bài kệ Lô Phu Đô Su Cho Mô Vô. Và cái chữ Achatang Upachamana Upachanti thì trong bài kệ nó có, trong bài kệ có cái chữ gọi là Atta Samputa, tức là nó sanh khởi. Chữ Samputa tức là Samphavati, nó đồng nghĩa với chữ Upachanti. Achatang Upachamana thì nó đồng nghĩa với chữ Atta Samputa, tức là nó tự sanh khởi ở trong tâm á, nó tự sanh khởi ở trong tâm. Tham sân si không phải là người khác họ
tạo ra cho mình, mà chính bản thân của người đó tạo cho người đó. Cho nên trở lại di hại cái người đó, di hại đó. Cho nên cái chữ lô phu trong bài kệ, lô phu đô su chất mô hồ chất át ta sầm phu ta tham sân si, tự sinh khởi, tức là nó sinh khởi trong nội tâm, thì nó hại cho phu li sang pa pa chê ta sang, hại cho cái người mà khởi lên tham, khởi lên cái pháp ác đó, khởi lên pháp xấu, tham sân si. Chúng ta hiểu được phân xuôi thì chúng ta sẽ nắm được cái ý nghĩa của bài kệ. Còn cái câu chót á, tacca sarang wa sampalanti, wa ở đây có nghĩa là y quá. Tacca sarang không phải là như vỏ cây, như vỏ và lỗ cây đâu, mà cái cụm từ này để chỉ cho cái cây lao, cái sậy, tre trúc, là những cái loại cây mà chính cái vỏ là cái lỗ cây luôn, cái lỗ vỏ là nó thành cái vỏ cứng, thành cái thân luôn, cái vỏ thành thân, cái vỏ nó dày, ở trong ruột nó rỗng, lao cái sậy, cái tre trúc. Tự ở đây để tự tác thành trái cây, như vỏ cây, như vỏ và lỗ cây tự tác thành trái cây, nghe nó kỳ không hiểu hết. Thì ở đây đó, có nghĩa là ví như hoa hay trái, hoa trái nó làm hại cái cây tre, cây trúc hay cây lau sậy vậy. Và cái thí dụ này Đức Phật này có dạy rất nhiều trường hợp. Thí dụ như loài ngựa nó đang có sức mạnh vậy, nhưng mà hễ khi mà nó mang thai thì nó bắt đầu nó suy yếu. Cây chuối nó đang sống mừng mỡ gì đó, mà hãy nó trổ buồn là nó chết. Cũng như cây tre, cây sậy, hãy nó trổ cờ, tức là trổ hoa đó, thì nó tàn. Ý nghĩa này ở đây Đức Phật ngài dạy cũng vậy. Một người mà sanh cái tâm xấu, tức là tham sân si, mà tham sân si tự khởi, tự mình khởi thì trở lại hại mình cũng vậy. Ý nghĩa đó là như vậy thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong cái bài kệ đó, chúng ta cẩn thận. Mà cẩn thận gì thì bây giờ đã đăng lên rồi thì chúng ta cứ đọc đi. Nhưng mà vì dẫn sẽ là Thượng Tọa Tây Quyền hôm nay, Thượng Tọa lưu ý dùm là đừng có y cứ vào cái bản dịch mà giải thì nó rất quá tốt. Chúng ta lấy theo cái bản hiệu đính cũng được. Nhưng ở đây đó, chúng tôi muốn nói là nếu mà dịch cho sát dân đó, thì ở đây chúng ta phải nhớ tham sân si ở tự khởi, tham sân si tự khởi, não hại người ác tâm, não hại người ác tâm. Như hoa trái làm chết lau sậy, thì đó là cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Còn cái việc mà
dẫn chứng như thế nào thì đó giảng sư tùy chúng ta giảng. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh vào hôm nay, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Từ Vi giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Sát sanh ra từ sắc lại ăn sắc. Kinh Purisa, Purisa Suttam, chương 3, tương ưng Kosala, phẩm thứ nhất. Tâm lý chúng sanh chứa đựng nhiều hiện tượng phức tạp, ba thứ phiền não, tham, sân, si, không vô hại nhưng phần đông nghĩ. Những phiền não này giống như virus trong thân, mang khả năng tàn phá thể lực. Có thể nói, Đức Phật với tệ giác và tâm đại bi dùng vô số phương tiện để cảnh tỉnh chúng sanh ý thức được mối nguy của phiền não nội tại. Trong các pháp thoại, Đức Phật dùng rất nhiều thí dụ như có những con vật sanh con đồng nghĩa với cái chết, hay ác tâm tệ hơn, kẻ thù tự hại chính mình. Riêng trong bài kinh này, Đức Phật dùng hình ảnh của những cây có thân ống như tre, trúc, lau sậy. Khi đơm hoa kết nghĩa, kết cái, nghĩa là làm cây chết. Phải thật sự thấy được tai hại của phiền não mới nỗ lực tránh thế nào để tâm ít phiền não. Kinh văn tại tịnh xá ở Sawatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thế Tôn, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Thưa Đại Vương, có ba loại pháp khí khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Thế nào là ba? Tham pháp, thưa Đại Vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Sân pháp, thưa Đại Vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an trú cho người ấy. Si pháp, thưa Đại Vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp ấy, thưa Đại Vương, khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Hiểu đến, này Đại Vương, có ba pháp khi sinh khởi trong một người sẽ mang lại tai hại, khổ đau, bất an. Ba pháp ấy là gì? Tham, sân và si. Đây là ba pháp khi sinh khởi trong một người sẽ mang lại tai hại, khổ đau, bất an. Tham, sân, si, ba pháp là ác tâm cho người. Chúng di hại tự ngã, chúng tác thành tự ngã, như vỏ và loại cây, từ tác thành trái cây. Hiểu đến, tham, sân cùng với si, ba ác tâm con người gây hại cho tự thân, như trái giết che sậy. Thích văn Lô phô, đô xô, chám mô hô chá, tham, sân và si. Puri sang, ba bắc, chê tá sang, ba ác tâm con người. Hin san tí, át tá sam phu ta, gây hại cho bản thân. Tá chá sa răng, quá sam phá lan tí, như trái giết, che sậy. Thích nghĩa. Chữ tá chá sa rá chỉ cho các loại cây thân rộng ruột, vì phần cứng chính là vỏ, như lau, sậy, tre, trúc. Những loại cây này có đặc tính là khi đơm hoa kết trái thì sẽ chết.
rất ít người thấy được hoa trái của tre trúc sậy. Bằng tiếng Việt chắc chắn sẽ bị chỉnh sửa sau này, chứ không phải văn phong của Hòa Thượng Thích Minh Châu nên ý nghĩa hoàn toàn sai lệch với nguyên văn Pali. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình tỳ kheo giác ẩn. Và thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Xuân. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tâm Hành Đại Đức, Từ Tri Đại Đức, Tuệ Đức và Đại Đức Siêu Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawa Tăng Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sa Miswa Patipanno Phakkawato Sa Vakasangko Sankhang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quyền lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tín đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, như lời giới thiệu chúng ta thấy trong kinh văn của kinh Tạng Bali, có thể nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì Đức Phật ngài nói hết sức là gần kề những gì liên quan tới con người, liên quan đến sinh hoạt con người, liên quan đến cái thiên nhiên, cái sự sống của con người, mà cỏ cây, núi rừng, đất đai, sông hồ, biển cả, vân vân. Tất cả những chúng ta chỉ trong tầm mắt của mình, trong cái mũi, trong cái tai, trong cái mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này, mà ngũ căn này tiếp xúc với ngũ trần. Nó như thế thôi. Thì vì vậy Đức Phật này cũng giảng và thuyết những gì, người nói những cái gì mà xuyên qua đến cho tất cả chúng ta được thấy, xuyên qua những cái ví dụ mà trong kinh văn. Đây là một điểm sáng, một cái điều mà tốt đẹp. Thì cái phiền não của chúng sinh, căn cội nguồn mà chúng ta gọi là căn đó, đô xá mù lá, rồi là lô pháp mù xá và mô hạt mù xá, vân vân. Thì tất cả cái tham sân, cái căn tham, căn sân, căn si đó là gốc, là nguồn của tất cả sự đau khổ trên cuộc đời này. Mà chúng ta còn nghe một từ khác đó gọi là chính là tam độc đó. Có thể nói rằng những cái thuốc độc hay là những con rắn độc nó thật sự độc, nhưng đứng trên cái nhìn của giáo lý, của cái nhìn của Đức Phật hay cái nhìn của người trí, thì cái thứ mà rắn độc hay mà thuốc độc đó, chúng ta có cái thuốc để mà chữa trị thì cũng vậy. Nhưng cái lòng tham, lòng sân, lòng si của con người, nếu như không dùng cái pháp tu tập đấu trị thì chúng ta không thể nào mà trị được. Con người chúng ta không phải tự nhiên mà sân, cũng phải tự nhiên mà tham, cũng phải tự nhiên mà si, mà chính là do cái gì? Do cái phiền não mà chúng ta gọi là anusiya, tức là nó ngủ ngầm. Từ vô lượng kiếp. Tại sao mình sân? Một cái chuyện hết sức nhỏ, hết sức lớn. Mình tham rất là thô tháo, hay là mình si mê mờ ám, hay là mình không vững tin với những gì mà chúng ta đã được xác tính. Cho nên ở đây dựa trên kinh văn thì chúng ta thấy vua Bhavanasi Bạch Thế Tôn như vậy. Khi mà tâm của vua Bhavanasi đã không được yên ổn, không được nhẹ nhàng, thì Đức Phật ngài đã nói đến tại sao mà tâm của vua Vasa nó đi như thế. Nó khởi lên do tham pháp, do sân và do si. Do sân pháp và do si pháp này nó ngự trị trong tâm của Đức Vua.
Mà ngày nào chúng ta thấy chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời, còn sanh tử, còn đau khổ, thì ngày đó, khi nào chúng ta còn hiện hữu, chúng ta còn đau khổ, đối với các bậc thánh chấm dứt cái sanh tử đau khổ về tâm, không còn phiền não nữa, nhưng đều về thân của các ngài. Cái kiếp cuối cùng thì các ngài vẫn phải chịu sự thống khổ của thân này. Thì nói chung là chúng ta thấy hiện hữu là đau khổ. Rồi chúng ta thấy những đối với những phàm phu chúng sinh, những người thiếu vật chất, sẽ cho rằng có của cải thì sẽ là được tốt đẹp. Những người giàu cũng khóc mà, người giàu cũng khổ. Ngay cả các vị vua chúa trong một cái vương quốc của mình hay trong cái đất nước của mình rộng lớn như thế, nhưng rồi họ cũng không có an vui, họ không có vừa lòng. Rồi hay bị những cái lân bang, hay bị những cái chuyện mà nay tấu chuyện này mốt tấu chuyện kia, thì họ cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Nói chung giàu cũng mệt theo giàu, nghèo cũng mệt theo ngài. Thuyền lớn thì sống lớn, nó như thế thôi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình thiếu vật chất thì mình thấy người ta giàu, thì mình thấy chắc người ta khỏe, chắc người ta vui. Nhưng người ta vui trong cái vui của vật chất đó, nhưng nó có cái khổ khác, nó có cái sự gánh nặng khác. Chứ hoàn toàn tất cả là phải đau khổ. Mà đau khổ nó do cái gì? Đây là một điều mà chúng ta biết. Do chính cái tham, cái sân, cái si này. Từ cái tham, cái sân, cái si này, chính nó tạo nên cái tội lỗi, tạo nên cái điều tội lỗi đó. Một con người tại sao mà sân hận có thể gây chết người, hay cái lòng sân hận đó mà có cái sự đố kỵ, có cái sự ganh ghét với người khác. Rồi tại sao cái tâm này có một cái lòng tham muốn chiếm đoạt, muốn đủ thứ hết, ngay cả tham đến với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi tham sống, rồi tham với cái gì, với cái chấp ngã của chính mình, tham với cái pháp, với cái chấp ngã của chính mình. Và vì sao như vậy? Bởi vì chính gì, do vô minh nó che khuất. Chính vì do vô minh che khuất cho nên hành động tạo tác ác. Hành động tạo tác ác đó chính là từ vô minh này duyên cho chúng ta phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Ngay cả chúng ta sanh về các cõi ác, cõi vui, các cõi thiền cũng vẫn còn bị vô minh tác động. Từ cái hành này nó mới kết quả cho chúng ta ở các cõi tái sinh, là ở cõi ngũ quẩn, ở cõi tứ danh quẩn, hay ở cõi chúng ta gọi là cõi cõi vô sắc, hay là cõi vô, hay là cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn và cõi nhất quẩn. Cũng do cái gì? Cũng do cái hành này. Và từ cái hành đó chúng ta thấy xuyên suốt trong cuộc đời, khi tái sanh ở cõi người thì có mắt, có tai, có mũi, có mũi, có lưỡi, có thân và ý này. Khi được tiếp xúc có căn cảnh thức thì xúc xuất hiện, mới được cái gì, mới có cái gì, mới có cái mắt cảm thấy vừa lòng, tai cảm thấy vừa lòng, mũi cảm thấy vừa lòng, miệng mũi và vị lưỡi này cảm thấy vừa lòng, và sân xúc chạm này hơi ái khởi sanh lên. Thì vừa lòng là tham, mà không vừa lòng tức là sân, bực bội, khó chịu. Thì chính vì do có cái xúc này mới có cái cảm thọ vui buồn đó. Từ cảm thọ vui buồn đó thì ái xuất hiện, ái tham này xuất hiện và sự chấp thủ này xuất hiện. Thì từ cái chỗ mà danh sắc duyên cho lục nhập, nó duyên cho lục xúc, nó duyên cho lục thọ nó duyên cho lục ái. Lục ái duyên cho lục thủ để giữ gìn, để bảo vệ những cái gì mà mình có đó. Có con mắt này, có cái tai này, âm thanh này, tiếng này, cảnh vật này, nếm cái vị này, cái lưỡi này, xúc chạm cái vật kia,
mà cảm thấy vừa lòng khái thị khái lạc, chúng ta chấp thủ nó, ngay cả trong trong tâm của chúng ta cũng như thế. Và từ cái chấp thủ này, nhưng sự đời các pháp hữu vi là vô thường, nó đổi thay và nó biến diệt, cho nên chúng ta bị biến diệt mất đi. Hãy mất đi đây chính là lúc đó hữu nó xuất hiện, sanh hữu nghiệp hữu xuất hiện. Chúng ta muốn sống, muốn có mặt, muốn tiếp diễn, chấp hữu ngã, chấp hữu ái, nó sẽ tiếp diễn. Và thế lại là xuất hiện sanh, sanh ra. Và thế sanh có mặt thì già chết sầu bi khổ não có mặt. Có già, có bệnh, có lão, có tử. Và do vô minh, cuộc đời này nó cứ vần xoay liên tục và liên tục. Không thể đổi thay. Và tại sao mà khi mà chúng ta biết không, chúng ta không thể an vui khi tâm của chúng ta chưa diệt được, trừ được phiền não. Hay chúng ta thấy ở trong kinh ví dụ vậy rất là hay. Tham sân cùng với si, ba ác tâm con người gây hại cho tự thân như trái giết tre sậy. Khi mà một cái niệm tâm ác khởi lên trong tâm ta thì xem như là chúng ta đã tạo một cái quả dị thục ở trong tương lai hết sức là nguy hiểm. Và lúc đó cái thiện tâm nó không còn hiện hữu. Thì thiện tâm không còn hiện hữu thì như là cái cây chuối mà nó đã trổ quầy. Nó ra trái, nó ra bút và nó ra trái chuối rồi. Đến khi quầy chuối đó nó già và nó chín thì cây chuối cũng chết luôn. Cũng như cây tre. Nếu quý vị nào biết tre sậy đó, và thật cái tre thì không có trái, không thấy trái nó, nhưng chúng ta thấy bông nó. Khi mà bông mà nó cái cây tre mà nó lão quá rồi đó, thì lúc đó ngay chỗ đó cái cây tre đó nó sẽ ra bông. Chúng tôi thấy được bông tre nhưng không chưa thấy được cái trái của cái cây tre, cây lau, cây sậy. Mà chúng ta chỉ bông, khi bông nó ra thì cây nó, cái cây đó nó bắt đầu nó già, nó chết luôn. Thì cũng như thế, cái tâm hay là cái sân độc, cái tham độc, cái sân độc, cái si độc nó đã xuất hiện ở trong ta, trong tâm ta khởi lên thì toàn bộ nó sẽ ngăn chặn, nó sẽ làm mất đi, không còn một cái thiện pháp để mà chúng ta, không còn một cái tâm của chúng ta hướng đến cái thiện. Khi chúng ta tu tập, kính thưa quý vị, bởi vì cần cái gì? Cần một người đệ tử phải có một cái chánh trị niệm, một cái sự thường hằng, một cái sự liên tục giữ cho tâm mình. Đừng tham, đừng sân, đừng si. Mà giữ, muốn giữ cho tâm mình đừng tham, đừng sân, đừng si là chúng ta phải tu tập. Chứ không thể nói được. Nói bây giờ coi như là người tu thì họ không có tham sân si bằng một cái nhìn của cuộc đời. Nhưng là một chúng sinh trong cuộc đời phàm phu, tham sân si đó. Bởi vì đừng bao giờ mà ta thắng, đừng bây giờ mà bình phẩm người khác như thế này thế kia. Chưa chắc chúng ta thấy họ sân si như vậy, họ xấu như vậy. Nhưng đến khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh như thế, liệu chúng ta có làm ít hơn họ không, hay là chúng ta làm ác còn hơn họ nữa? Cho nên ở đây, khi chưa đắc thánh thì đừng nói cái gì hết, đừng có nói gì mà mình là vẹn toàn. Người ta tới chấm 80 chưa phải là hoàn mỹ đâu, chưa phải là tốt đẹp đâu. Là ở đó nói đến con người, dù cho già cả lớn tuổi, nhưng khi mà còn phàm phu thì tất cả những chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và người đệ tử có một niềm tin nơi Tam Bảo phải nhìn một cái điều này. Chúng ta nghe những cái tin nó giật gân, nghe những cái tin mà như là một, chúng ta thấy trên cái mạng truyền thông thì cái điều đó nó rất là nhanh, nó rất là lẹ. Nhưng chúng ta đừng có vội mà bình phẩm. Bởi vì cái đó nó biến chuyển đi qua từng người. Người A nói như thế này, người B nói như thế kia, rốt cuộc nó không còn nguyên bản nữa. Mà nó để lại một cái sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Chúng ta cứ suy nghĩ, họ làm tốt làm xấu gì không biết. Nhưng điều là một người phàm phu thì chắc chắn còn những cái phiền não.
lớn nhỏ ít nhiều, đa thiểu gì đó, tùy theo cái tâm tu của người đó. Khi chúng ta có một cái quyết tâm, có một hiểu biết như vậy, kính thưa đại chúng, thì cái đó nó rất là bình thường. Bởi vì tâm của họ lúc thiện lúc ác, pháp đen pháp trắng nó hiện khởi. Nếu như tu tập thì là pháp trắng có mặt, không tu tập niệm ác, ác niệm khởi sanh lên thì đó chính là pháp ác. Pháp ác đây chính là ác tâm, tức là tham sân si nó có mặt, thì lúc đó tâm ác. Bởi vì nếu như không tu tập một cách thường xuyên về cái sự tu quán thì chắc chắn rằng tâm phóng dật, mà tâm phóng dật chính là tâm si, mà tâm si phóng dật nó sẽ điều khiển cho tất cả cái gì, cho cái lòng tham, lòng sân, lòng si. Người ta nói rằng giận quá mất khôn, no quá mất ngon, giận quá mất khôn, tức là vì tham ăn quá mà ăn một cách, tức là rốt cuộc nó phát bệnh, nó phát ách, phát bệnh. Và chính vì do lòng tham, và cũng chính vì cái lòng sân này mà chúng ta quên đi cái đúng cái sai, quên đi cái sự đau đớn của chúng sinh khác, mà chúng ta đánh đập hay chúng ta làm hại họ, hay chúng ta gây cho họ nhiều cái niềm đau, nỗi khổ bằng nhiều cách thức khác nhau. Bàn tay sắt bọc nhung, hay là gài thế, gài bẫy, lừa gạt gì vân vân. Kính thưa quý vị, tất cả đều để lại một cái quả dị thục cho chính chúng ta. Thì do cái gì? Do cái lòng tham, lòng sân, lòng si đó. Hễ mà khi mà tâm tham khởi lên, nó dẫn dắt cho ta thân này làm các cái việc ác, bằng thân, bằng khẩu. Ý này nó chủ trì, nó làm chủ, nó làm trưởng, để tâm chúng ta tham đắm, tâm chúng ta dính mắc, tâm chúng ta bảo thủ, bám chấp nó. Và như thế thì chúng ta gây nhiều cái tội ác. Cũng như cái lòng sân, khi mà chúng ta bực bội, khi mà chúng ta nóng giận lên rồi thì nó hủy diệt đối tượng. Bởi vì tham thì nó có sự kháng khích đối với cảnh, vừa lòng đối với cái cảnh, hay là chấp thủ đối với cái cảnh. Còn với lòng sân thì chúng ta thấy là nó hủy diệt đối tượng, hủy diệt cảnh. Thì lúc đó hủy diệt bằng thân, bằng hành động, hay bằng lời nói, hay bằng cái tâm ý này để mưu toan kế độc để hại người. Nói chung tất cả đều là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Từ cái lòng tham đó chúng ta gây cái tác hại, cũng như xét nó sinh ra từ sắc. Cái điều tội lỗi sinh ra từ lòng tham ái này, từ lòng sân hận này, từ cái ba cái pháp phiền não này, ba cái pháp căn bản gốc của phiền não này. Rồi chúng ta làm ác, từ cái làm ác rồi đó, nó ra cái quả ác. Và từ cái quả ác đó, chúng sinh đó cảm thấy thua thiệt, cảm thấy yếu đuối. Cũng như người nghèo khổ đã mang cái nghiệp nghèo khổ, hèn hạ, ốm yếu, thiếu ăn, thiếu mặc, người ấy lại đi cướp giật, lại đi gây nhiều cái tội lỗi. Thì từ cái phiền não đó đó, từ cái thiếu phước đó đó, từ cái quả ác đó đó, họ lại tạo thêm nhiều cái quả ác nữa. Thì ở đây chính chúng ta, tự chúng ta giết chết chúng ta thôi. Tự chúng ta, khi mà chúng ta khởi lên cái ác thì tự cũng như mình tự sát rồi, mình tự giết chết mình rồi. Cũng như người ta giữ giới, khi mà cái giới sát mà người ta phạm, thì người ta phạm cái giới có nghĩa là người ta đã tự giết chết mình. Và cũng vậy, từ cái nguồn cơn đau khổ, những cái sự bất thường trong cuộc đời này phải được thiết lập trên một cái quy trình tu tập thì chúng ta mới diệt trừ được. Còn nếu như trường hợp mà biết đó là nó là độc, nhưng làm sao mà chúng ta phải trị, phải điều trị nó, chứ đừng có nói lấy độc trị độc, không có được. Hay là tham, mà chúng ta coi cái tham của mình nó như thế nào, coi cái sân mình như thế nào, chúng ta không có đủ cái khả năng để mà kiểm soát cái tham, không có đủ khả năng kiểm soát cái sân đâu
mà chúng ta phải chặn đầu nó kìa, chặn chặn đứng lại cái lòng tham, lòng sân, lòng si, bằng cách chúng ta tu tập của từ tâm, bằng cách chúng ta tu tập của cái từ bi, cái sự tha thứ, từ cái sự từ bi, từ cái sự hiểu biết được nhân quả, có niềm tin hiểu biết được nhân quả. Bởi mà gây ác, họ đánh mình đánh lại, họ chửi mình chửi lại, họ gây đau khổ cho mình gây đau khổ lại, thì kính thưa quý vị, thì đó chính là chúng ta đã tự giết chết mình, như là cây nó ra bông, như cây tre cây sậy nó ra bông ra hoa. Cho nên chúng ta phải tập luyện một cách từ bằng cách tu tập thôi, tức là mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, hoàn cảnh nào mình cũng nói cũng làm với từ tâm, không nói không làm với sân tâm. Nó rất là khó, nhưng chúng ta phải tu tập thì chúng ta mới diệt trừ được. Còn không mà chúng ta cứ giữ khư khư cái lòng sân đó thì đưa đến bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy, đúng như kinh văn Phật ngày xác định rõ, đưa đến đau khổ. Một người mà nếu chúng ta bực bỏ, họ chửi mình, họ mắng mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy bị mất mát, mình cảm thấy bị họ phỉnh gạt mình, hay hoặc là bị cái sự chửi mắng mình, hay bị cái sự đánh đập mình, mà chúng ta có sự phản ứng lại như vậy mà chúng ta không có pháp đối trị, thì chắc chắn chúng ta phải trả lại họ. Tức là coi như là nửa lạng tám cân, hay hoặc là chúng ta có cái sự đối đầu lại thì gây đau khổ tiếp tục nữa. Ấn quán thì đời đời khổ đau, thì chuột với mèo vậy đó. Chuột với mèo thì lúc mà chúng ta hơn người và người hơn ta, và kiếp này kiếp nọ cứ trầm luân sinh tử, ân quán mãi mãi ở đây đối với người, biết khi mà chúng ta không dạy gì, tất cả, kính thưa quý vị, từ những niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn, tâm tư, tình cảm, cuộc sống, ngày xưa vinh quang, ngày nay không còn nữa. Hãy quên đi những quá khứ. Chứ mình đang đau, mình đang nghèo khổ, mà cứ nhớ lại cái xa xưa, đó là người ấy cũng thật sự nhớ lại cái đó, chính cái lòng tham đó đưa cho chúng ta. Nhớ là cái cảnh quá khứ, chúng ta đầy đủ, coi như kẻ đón người đưa, bây giờ không người đón, không người đưa, bây giờ chúng ta bơ vơ một mình, coi như là thiếu thốn, đủ thứ, đủ chuyện hết, không ai chăm, không ai lo, vân vân. Thì tự chúng ta, nếu chúng ta cứ nghĩ tới trong quá khứ sống không có thực tại, thì tự chúng ta đau khổ rồi. Mà bây giờ, đoạn đường đi vào cuộc đời này, một mình vào đây, thì một mình cũng ra đi. Và sự thật ra, nói rằng chung đường, chung lối, chung hướng, chung gì tất cả mọi người, đến khi sự thật mình ăn, mình no, mình không ăn thì mình đói, mình làm thiện thì mình được thiện, mình làm ác thì mình chịu quả ác đó. Còn cái chuyện xấu, chuyện tốt của mỗi người, nó đều do một cái tính chất của nghiệp quả nó soi xét. Cho nên khi mà chúng ta với cái tâm mà chúng ta nghĩ rằng mình biết buông bỏ, biết tha thứ, biết thương người như là thương với chính mình. Họ đánh mình không đơn giản, họ đánh mình, chửi mình không đơn giản, họ chửi mình, mà chính là cũng có cái nhân bất thiện, cái nhân ân oán từ tiền thân. Là một người hiểu biết về nhân quả, người ta suy nghĩ như vậy, cho nên người ta cũng không có cảm thấy bực bội cái đối phương, không có cảm thấy bực bội cái đối tượng gây đến cho mình, mà chính người ấy có cái sự suy xét lại để tự mình. Rồi tại sao ngày hôm nay chúng ta cảm thấy được vui vẻ như thế này, ngày mai không được vui vẻ như thế kia? Tất cả đều là diễn biến theo cái nhân quả, cái nghiệp báo của chúng ta, nó hiện hữu hiện hành. Và rồi thì đau khổ nào rồi cũng đi qua, điều gì khó khăn cách mấy rồi cũng sẽ dừng lại, cũng như là giàu cho mấy rồi cũng đến lúc cũng hết, sang cho mấy cũng đến lúc mà cũng rồi cũng sẽ kết thúc, nghèo giàu đến đâu cũng chỉ có một cái hơi thở này ra vào là chấm dứt. Có cần thiết phải gây đau khổ cho người không? Và cũng như là khi chúng ta có cái tâm hướng đến cái điều đó, là cái điều mà
chúng ta thích, chúng ta mong, chúng ta cầu, nhưng chúng ta cũng phải nhớ là cái nhân quả, hiểu được cái duyên. Nếu chúng ta không có thời không bao giờ có, nếu không có đủ phước đủ duyên thì chúng ta không bao giờ có, mà nếu như đủ phước đủ duyên không cầu nó cũng tới, nó cũng hiện ra. Chứ đừng cái gì mà cái tấm lòng mà vì tham quá mà chúng ta coi như mưu cầu, chúng ta ước muốn mà bất chấp thủ đoạn để chúng ta làm những cái việc ác. Từng tuổi quý vị trong room này, ở trong mạng, ở trong cái lớp học này, chúng ta thấy suy nghĩ, dầu cho tới chưa tăng hay cả Phật tử cũng vậy, lớn hay nhỏ gì, chúng ta thử suy nghĩ coi, mình có phước là được, không có phước thì không có được. Bởi nương tựa trên cái gì? Có cái phước, nó làm cái điểm tựa cho mình. Vì vậy cho nên khi mình hiểu được như vậy thì mình cũng, vì có cái hiểu được cái nhân quả, cái nghiệp báo đó, làm cho chúng ta cũng dừng lại. Chúng ta đừng có cái tâm tham quá. Và cũng chính từ cái điều này mà Đức Phật dạy, chúng ta nên quán về cái sự giả tạm của nó, quán về cái bất tịnh của nó, quán về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Cũng như thấy một cái Phật đẹp, thấy một người đẹp, thấy một cái vật đẹp, vân vân, rồi tất cả cũng sẽ tàn, rồi tất cả cũng sẽ kết thúc. Cho nên tại sao nó kết thúc như vậy? Bởi vì cái gì, các pháp nào sanh ra, thời các pháp đó nó cũng sẽ chấm dứt. Cái lòng của chúng ta tại sao mà mê si, không có sáng suốt? Bởi vì chúng ta, cái căn si này nó luôn luôn che khuất chúng ta. Chúng ta chịu khó, chúng ta tu quán, chúng ta chịu khó, chúng ta học pháp, chúng ta hành pháp, thực hành pháp, và chúng ta, hay là chúng ta niệm pháp, thực nghiệm pháp, để cái trí tuệ đó nó sôi sáng. Cũng như người mà tu tập có cái chánh niệm, có chánh niệm lâu dài, từ chỗ đó người ấy mới nhìn thấy được có cái chánh niệm nó già cả lớn và nó thuần thục, thì vị ấy mới thấy được, à thì ra cái sanh cái diệt của bài sắc này nó là như thế. Mà để thấy được cái sự sanh sự diệt của thiền tệ thì không phải là một chuyện bình thường, mà chúng ta nói chúng ta thở ra cái hít vào cái thở hơi thở sanh lên, thở ra cái hơi thở diệt, thấy cái hiện tượng nó là như vậy. Nhưng chúng ta liệu chúng ta có nhìn thấy được cái quy trình diễn tiến của nó đâu, thấy được một cái sự sanh sự diệt của hơi thở này hay của danh và sắc này, nó diễn tiến, nó đi một cách liên tục. Kiếp sống con người bao nhiêu đó, cái thiện cái ác của con người tự mọi con người tác tạo, tự một con người gây nên, mà không có một thần linh thượng đế nào ban phước giáng họa cho ta. Tâm tốt thì quả tốt, tâm thiện khởi sanh thì quả thiện khởi sanh, tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện sẽ đổ sanh. Đây là một cái mệnh đề nhân quả, nó tương ứng. Cũng như Đức Phật dạy, các pháp trắng, các pháp đen, các pháp vừa trắng vừa đen. Hãy mà chúng ta tạo pháp đen, tức là các nghiệp ác, thì sẽ sanh quả ác. Chúng ta tạo cái nghiệp lành là pháp trắng thì nó kết quả trắng. Phàm phu tâm của con người thiện ác khôn lường một cách liên tục thì quả của ác của thiện nó cũng sẽ trổ và nó cũng sẽ đưa đến một cách liên tục như thế. Chúng ta suy nghĩ kỹ lại ở trong cuộc đời này như vậy đó. Và nhờ chính chúng ta tu tập, chúng ta suy quán về cái tam tướng, về cái vô thường, chúng ta suy quán về cái bất tịnh để chúng ta ly tham, hay chúng ta tu tập cái từ tâm để chúng ta ly sân, thì nhờ như thế cái tâm si này, cái tâm vô minh này nó không còn che, nó không còn gây trở ngại cho ta nữa. Bởi vì chúng ta thấy được cái nhân, bởi vì chính cũng như chúng ta thấy khổ, nhưng chúng ta không diệt trừ cái nguyên nhân sanh khổ. Để ra cuộc đời này chúng ta đau khổ về thân, về tâm, chính do tham ái. Từ tham ái này cho nên hiện hữu có mặt. Cho nên hiện hữu này có mặt, cho nên nếu là thân hiện hữu, nếu là ở ngũ uẩn là có thân hiện hữu thì phải có cái gì? Phải có cái già, cái bệnh, cái lão tử của nó và cái chết.
Khi mà cái thầy già thì già thì lụm cụm mắt mờ, tay điếc, chân mỏi gối trùng, là như thế. Đó chính là cái sự hoại diệt của sắc pháp. Bởi vì chính còn hiện hữu đó, chứ chúng ta không có trẻ mãi không già, chúng ta không có trường sanh bất tử, hay là sống mãi mà không chết bao giờ. Tất cả chúng sanh phải có bị cái gì, phải có cái sự già, phải có sanh thì phải có lão, có bệnh và có tử. Ngày nào tâm tư của chúng sinh còn khởi sanh lên cái điều vui thì sẽ có điều buồn. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật nói cái tâm của vị tứ quả hay lắm. Hay là tâm của quý vị không còn sanh tử, tức là không còn cái thiện ác. Bởi vì tâm thiện kết quả thiện, tâm ác kết quả ác. Mà tâm không thiện không ác thì kết quả không thiện không ác. Đó chính là tâm vô ký, hay là tâm tố, kiriya chitta. Thì nó cũng còn sanh, không còn sanh tử. Cho nên cuộc đời này là vậy. Ngày nào còn sanh hữu xuất hiện thì ngày đó sẽ còn trải dài nhiều niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời. Mà kính thưa quý vị, nhiều khi chúng ta thấy tại sao chúng ta luôn luôn hối tiếc những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta sợ cái quả nó sẽ đổ về, nhưng bằng một cái nhân ngay hiện tại chúng ta biết cắt trừ, chúng ta biết chặn đứng. Thì đây chính là một cái yếu tố để cái gì? Để không gây ra quả. Cũng như chúng ta biết đó chính là tham độc, sân độc. Chúng ta thấy đó chính là cái pháp tánh của cái gì? Của cái sự nguy hiểm, của cái sự đau khổ của kiếp chúng sinh. Khi mà thấy sân pháp khởi lên, tham pháp khởi sanh lên và si pháp khởi sanh lên, thì chúng ta biết nội tâm của một người đó không bao giờ được yên vui. Ngày nào mà tâm còn phiền não khởi sanh thì ngày đó không nên nói, và không nên nói rằng tâm ta được an lạc cả. Đây chính là cái gì? Tâm bệnh, thân bệnh là do cái sự tàn phai, do cái tứ đại bất hòa gây nên thân bệnh. Nhưng tâm bệnh đây là chính là phiền não. Mà tất cả chúng ta còn phiền não là tâm bệnh, coi như bệnh của chúng sinh. Nó bệnh vô vàn cái bệnh ở trong cuộc đời. Mà nó do cũng do từ cái tham, từ cái sân, từ cái si này nó xuất hiện. Chúng ta đang sống nó vui như vậy. Nhưng nếu như chúng ta nhớ bằng sự uất ức, bằng một sự câu thúc cái chuyện đâu 20-30 năm về trước, mấy chục năm về trước, chúng ta nhớ lại, thì tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ thì nó mới hạnh phúc chứ. Rồi bây giờ chúng ta sống ở trong một điều kiện hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết thích nghi, chúng ta phải biết tri túc, chúng ta phải biết ly tham nó một chút xíu thì nó đỡ hơn. Bây giờ cái hoàn cảnh nó không được như ý chúng ta thì chúng ta phải tùy quyển chuyển theo hoàn cảnh đó, để cho tâm của mình được yên vui, để tâm của mình được tốt đẹp. Không thể nói, bởi vì chính vì cái chỗ mình chạy theo cái lòng tham của mình để phục vụ, để nô lệ cho tham ái của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ phục vụ nổi. Mà khi chúng ta không phục vụ nổi thì khi đó chúng ta khởi sanh lên nhiều những cái niềm đau, nỗi khổ, bực bội, khó chịu. Và khi cái sự bực bội, khó chịu thì chúng ta thân sẽ làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Nhưng nếu chúng ta biết nhân quả, hiểu biết nhân quả, hiểu biết cái sự tu tập về cái nhân, tu tập về cái quả, biết sợ nhân quả. Sợ cái quả thì chúng ta không tạo cái nhân. Không tạo nhân thì không có ra quả, không có làm ác. Sở dĩ kiếp con người luôn luôn đau khổ, luôn luôn hối hận, luôn luôn hối tiếc. Cũng như bây giờ mình còn khỏe mà mình không biết làm các việc thiện, mình có điều kiện thiện mà không biết làm việc thiện, mình có thời gian tu mà không biết tu, mình có thời gian học mà không biết cố gắng học, thì đến khi mà nó đến rồi thì không còn kịp nữa. Mà câu Pháp Cú Kinh dạy rằng là
kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Có nghĩa rằng đến khi tuổi già thì mắt mờ tay điếc, lưng mỏi gối trùng, lúc là không còn đủ sức để mà tu nữa. Mà kiếp con người thì thường thường hứa hẹn, ok, để từ từ hay để lớn tuổi một chút xíu rồi chúng ta thực hiện cũng không sao. Bây giờ thì chúng ta cứ chạy theo đi, chúng ta cứ buông thả đi, rồi chúng ta cứ có một cái tự do đi, vân vân. Thì nếu chúng ta có cái tâm suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy tuổi già của chúng ta nó đến rất lẹ. Thời gian như ngựa rủi mà, nó như thế mà. Mà trong Thương Ân Bộ Kinh dạy một câu rất là hay: thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày không tu tập, tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Cầu cái tịch tịnh đây tức là chúng ta không để chúng ta có cái sự ly tham, để chúng ta có sự ly sân, để chúng ta có sự ly si. Chứ còn nếu như một ngày nào đó mà chúng ta cứ còn để cái tham, cái sân, cái si này nó trong lòng chúng ta thì rất là mệt mỏi, rất là nguy hiểm. Cái sự tu tập để loại trừ cái tam độc này mà từ nó ngấm nó tẩm bao đời nay, kính thưa đại chúng, không phải một ngày một hôm mà chúng ta có thể thực hiện được đâu. Mà chính là cái gì? Chính là phải từ rất nhiều thời gian, phải tu rất nhiều năm, tu rất nhiều điều. Tại sao chúng ta sân? Tại sao chúng ta tham? Tại sao chúng ta si? Bởi vì, tại vì luân hồi phiền não, tại vì cái sự che khuất, cái vô minh nó che khuất trí tuệ, cho nên chúng ta thấy được và chúng ta bị cái độc của tham, của sân, của si này, mà cứ sanh tử lăn trôi đời này kiếp kia. Hay là chúng ta nhớ cái câu mà không có cái lỗi nào bằng lỗi sân, không có lửa nào bằng cái lửa sân, không có lỗi nào bằng lỗi si, không có cái gì, không có khổ nào bằng khổ quẩn, không có cái lạc nào bằng tịnh lạc. Nati ragasamo ki nati dosasamo kali nati khanda samas dukha nati santi parang sukhang. Cái lửa tham nó đốt cháy, cái lỗi sân rất là to lớn, và cái gì khi mà còn cái sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này thì không còn được an vui. Và cuối cùng là cái gì? Không có cái lạc nào bằng tịnh lạc. Thì cái lửa tham, lỗi sân của cái sự khổ đau của kiếp trầm luân sanh tử này bao đời. Và chúng ta nhớ mà Đức Phật ngày dạy, cái này bát chà ra, nước trong bốn biển nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu thương đau khổ tủi hờn mất mát mà con đã đổ xuống trong công cuộc sanh tử này hơn nước bốn bể. Hãy đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng buồn khổ nữa. Mà chúng ta đã khổ quá nhiều, mà không phải là kiếp này khổ, sanh ra đã là khổ. Cha tí bí đúc kha, cha ra bí đúc kha, gia tí bí đúc kha, ma ra nam bí đúc kha, số cấp bí đề và đúc kha, mà nai sơ ba gia sa đúc kha. Hoặc là bạch chúc bà đà, nắc hành thà, bạch chúc bà đà, nắc hành thà đúc kha. Tức là còn hiện hữu cái ngũ quẩn này là còn khổ đau. Và tại sao còn ngũ quẩn này, còn sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này là còn, khi đó chúng ta còn trải đầy của cái sân pháp, tham pháp, si pháp này, nó tác thành một cái ước mong, ước cầu, ước cái sanh hữu ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, thì chúng ta vần xoay, chúng ta đau khổ quá nhiều lần. Chúng ta đã vòng quanh các cõi vui,
và các cõi khổ trong cuộc đời này. Bởi vậy cho nên Phật nói, cứ như chúng ta biết là cái chúng sinh nó như là quyến thuộc của nhau, là những người thân gần với nhau, chúng ta xa lạ vì nhau. Và chúng ta sống, chúng ta biết hiểu như vậy cho nên biết trân quý, hiểu như vậy để chúng ta biết đừng làm hại nhau, là bà con của nhau. Đúng như vậy đó. Nếu như trong dòng sanh tử chắc chắn là chúng ta là người thân thuộc của nhau, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là anh, là chị, là người thân thương với nhau, cũng là kẻ thù của nhau. Cho nên mỗi một cái niệm, cho nên mỗi một cái hành động khởi sinh lên, chúng ta nhìn người đó mà chúng ta thích, chúng ta mến, thì lúc đó cái thuận duyên, cái ái sanh nó thuận duyên nó khởi sinh lên. Chúng ta thích, chúng ta cho là nó là có cái căn duyên. Nhưng chúng ta cũng nhớ, nhìn người đó, đến một lúc nào đó chúng ta không còn thích nữa, thì nó nghịch duyên. Hay chúng ta nhìn một người đó, chúng ta cảm thấy bực bội, thì đó cũng là từ tiền thân, ân quán từ tiền thân, chứ không phải là tự nhiên. Mà cũng có một cái gì, cũng có cái sự ân quán với nhau, cũng có một cái vui, cái buồn với nhau, cũng có cái tốt, cái xấu với nhau. Hiểu như vậy. Và kính thưa quý vị, kiếp này chúng ta gặp nhau, dầu cho là vợ, là chồng, là cha, là con, là mẹ, là con, là huynh đệ với nhau, ngay cả sư đồ với nhau, là thầy trò với nhau, cũng là một nhân duyên của từ tiền thân, chứ không thể đổi thay được. Cho nên gặp nhau kiếp này, kiếp sau chúng ta có tiếp tục gặp nhau hay nữa hay không, thì chúng ta ly tham, ly sân, ly si một chút xíu, thấm sống biết thương yêu, biết quý trọng nhau, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc, được tấn hóa trong cuộc đời. Còn bằng ngược lại, nếu như chúng ta cứ giữ một cái tham pháp, cái sân pháp, cái si pháp trong lòng, thì chúng ta không, nó chính là một điều đau khổ cho chính mình. Và cái điều đau khổ được xuất hiện như là ở trong kinh đã ví dụ, như là cái cây chuối nó trổ buồn và cây tre nó ra bông, là cây tre sẽ chết. Chuối trổ buồn, nó ra buồn, ra buồn chuối đó, nó ra cái kết quả chuối đó, thì cây chuối nó chết. Thì cũng vậy, khi mà ác tâm, sân pháp, tham pháp, si pháp này khởi sanh lên, thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta gây lên nhiều điều tội lỗi, thì có sống như là đã chết rồi. Tinh thần Phật pháp là vậy. Người mà có ác tâm, người ấy sống cũng như là người ấy chết. Khi mà phiền não khởi sanh lên, mà làm những cái gây ra nhiều cái điều tội lỗi, thì người ấy sống cũng như là chết rồi. Là như thế. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thử vị, cũng có được điều trình bày qua cái bài kinh hôm nay, Bodhisattva Suttang, là như vậy. Chắc chắn rằng cần cái sự thảo luận, cần một cái sự giải thích nghĩa của Chư Tăng nhiều hơn nữa, để cho bài học hôm nay được sáng tỏ và mang lại nhiều cái lời lạc cho tất cả quý vị ở trong lớp học. Dạ, xin nếu có điều chia sẻ thất kinh nguyện mong quý ngài và quý vị quan hệ đã kính dân Phật Phật Lan Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chân pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở chùa Đức Chúa Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và hướng đến tất cả chúng sinh, đến tất cả chư tăng cùng quý vị được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Sa thú kính trưng thượng tọa tuệ quyền. Bạch thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa quan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bạch thượng tọa tuệ siêu, chúng ta thấy rằng tham sân si là ba thứ phiền não, nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta học ở trong kinh tạng, đặc biệt ở trong Thắng Pháp Tạng, thì tham sân si cũng là ba cái loại gọi là phân loại. Thí dụ chúng ta nói phân loại có ba tâm bất thiện, tâm tham sân si, và ở trong mỗi một cái tâm như vậy thì nó lại có nhiều cái phiền não khác từ trong cái nhóm chẳng hạn. Thì mình thì tôi siêu từ tọa cảm nhận như thế nào khi mà chúng ta học về tham sân si là ba thứ phiền não, so với tham sân si là ba cái nhóm phiền não. Dạ, ba nhóm phiền não. Thì người học Phật á, người học Phật có hiểu về sự phân nhóm không? Hay là như chúng ta học trong bài kệ này đơn thuần là chúng ta chỉ cần biết về tham sân si là đủ,
Xin kính thỉnh thiền tọa. Nam mô thời nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến pháp bất thiện, thì chúng ta nói đến nhiều. Nhiều thứ bất thiện. Nhưng mà chúng ta nói gom lại đó, thì nó chỉ có ba căn bất thiện mà thôi. Tức là tham sân si. Không có những cái ác pháp nào mà nó sanh khởi nằm ngoài tham sân căn và si căn. Trong thân pháp khi mà đề cập đến 14 tâm sở bất thiện, thì ở đây 14 tâm sở bất thiện đó nó tương ưng với ba loại tâm. Tâm có tham căn, tâm sân căn, tâm si căn. Thì si vô tà nguy phóng vật, nó là biến hành bất thiện. Tâm bất thiện nào cũng có. Tham tà kiến mạng, thì nó sanh khởi ở trong tâm tham. Sân tật lần hối thì sanh khởi trong tâm sân. Hung trầm thị miên thì nó sanh khởi trong tâm, nó tương đương với tâm tham, tâm sân hữu trợ. Và hoài nghi thì nó tâm sẽ sanh khởi trong tâm si và nghi, tâm si tương hoài nghi. Thì như vậy ở đây đó, khi nói đến tham sân si thì nó không có nghĩa gì khác biệt. Cái sự đơn cử này không có gì khác biệt với cái nhóm phiền não. Tại vì chỉ đơn cử nói căng thẳng, tham là phiền não, sân là phiền não, si là phiền não, lấy ba cái đó làm gốc thôi. Nhưng mà tham không thể sanh đơn độc một mình, nó phải đi với si và đi với khác. Cái pháp khác, cái pháp bất thiện khác. Sân cũng vậy, không thể đi một mình mà nó phải đi với si và đi với giống khác, đi với các sở hữu khác, các tâm sở khác. Si nó cũng vậy. Ngay cả khi mà si nó đi, nó không có tương ưng với căn tham căn sân đi nữa, thì nó cũng phải tương ưng với hoài nghi và tương ưng với tưởng, tương ưng với phóng vật. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây, khi mà phân nhóm phiền não đó, là chúng ta nói đại loại là nói phần lớn. Còn
Còn khi mà chúng ta nói những cái phiền não ác pháp như tham sân si là chúng ta chỉ nói về cái căn gốc và cội nguồn mà thôi. Và trường hợp này thì chúng ta cũng nên hiểu rằng trong bài Chánh Tri Kiến, Trung Bộ, Tôn giả Sariputta khi được các vị tỳ kheo hỏi thế nào là Chánh Tri Kiến của một vị thánh đệ tử, thì ngài mới nói rằng trong hai đoạn đầu, một người hiểu được pháp bất thiện và căn bất thiện thì đó là chánh tri kiến của vị ấy. Một người mà hiểu được pháp thiện và căn thiện thì đó là tri kiến của vị ấy. Vì cho nên ở đây đó, chúng ta không có lạ khi mà đối đến căn tham sân si, khi mà chúng ta muốn nói rộng ra thì tham nó đồng sanh với những cái phiền não nào thì chúng ta kể thêm, và sân nó đồng sanh với những phiền não nào chúng ta kể thêm theo nhóm đó, si nó đồng sanh với phiền não nào chúng ta kể thêm. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng tham căn không thể đi một mình mà không có bè phái. Tâm sân cũng không thể đi mình với bè phái. Tâm si, nhân si cũng không thể đi mình mà không có bè phái. Thì đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trân thượng tọa thượng sư, xin được thỉnh thượng tọa thượng sư giảng thêm một câu nữa. Là ở trong bài kinh này thì chúng ta nói đến cái khả năng tự quỷ của bất thiện pháp, và bất thiện pháp sanh ra đó thì nó tạo cho chúng ta đau khổ bất an, nó di hại. Và ở đây Đức Phật thì dùng cái ví dụ là giống như cây lau sậy mà nó nở hoa đó, thì nở đốt cái trái thì cái hoa trái nó sẽ giết chết cây lau sậy đi, cái tre không về. Nhưng mà ở trong mặt khác chúng ta thấy rằng cái phiền não đó là cái gì mà nó tái tạo cái dòng luân hồi, và nó tái tạo cái sự hiện hữu chúng sanh trong các cõi. Không có phiền não thì không tái tạo. Như vậy thì chúng ta nhìn phiền não như là khả năng tái tạo hay là cái khả năng tự hủy, hai cái đó nó có mâu thuẫn nhau không? Xin cái thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ giải thích rõ, giải rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về cái vấn đề này chúng ta không thể nào mà chúng ta hiểu lầm là có sự mâu thuẫn được. Ở đây cái việc mà nó tái tạo những cái phiền não, nó tái tạo cái sự luân hồi đó, cái chuyện nó tái tạo là nó khác. Còn cái chuyện mà gọi là hình sắc tí là làm hại đó, là nó khác. Mình không có, con người không có tự, không có diệt trừ phiền não được, mà cứ là dung dưỡng phiền não và làm cho phiền não nó khởi sanh lên, càng lúc nó càng dày đặc lên thì người đó càng khổ đau nhiều. Và bởi vì chính cái phiền não đó nó làm hại người đó, giống như sét sanh ra từ nơi sắc thì nó trở lại ăn mòn thân sắc rồi. Cũng như phiền não nó tự sanh khởi nơi một người nào đó, khi mà người đó sống quá nhiều ác pháp thì chính
cái phiền não ác pháp đó gây tổn thương cho đó, gây tổn thương cho đó. Ở đây trong chú giải nhấn mạnh cái điều này, cái chữ hình san tí là quy hê thành tí na san tí với na san tí, tức là làm tổn hại, nó hủy diệt, nó phá hoại. Người tại sao vậy? Nó phá hoại cái sự an vui, cái sự hạnh phúc. Bây giờ ở đây tham sân si, khi mà nó sanh khởi cho một người nào đó, thì nó hita giá, dukha giá, hita giá, ahita giá, tức là bất lợi, dukha giá, đem đến sự đau khổ, asupha, apha subihara giá, tức là trú trong cái sự bất an. Thì như vậy, cái tai hại của phiền não mà Đức Phật nói ở đây là nói trên phương diện là cái phiền não đó, nó tạo cái quả dị thục đắng cay đưa đến sự đau khổ người đó. Còn mà cái bản chất của phiền não đó là nó đưa đến cái sự tái tạo luân hồi, cái chuyện đó cũng giống như chúng ta nói virus, cái virus corona đó thì đàn lan, nghĩa là sanh sôi nảy nở, nó biến chủng càng lúc càng mạnh hơn. Cái chúng ta nghe nói virus nó biến chủng càng lúc mạnh hơn, mình nói như vậy thế giới này hùng cường, mỗi một quốc độ hễ mà có biến chủng mới nó mạnh hơn, vậy là mỗi một cái quốc độ đó, mỗi một đất nước đó là nó sẽ được hưng thịnh. Chúng ta nói như vậy không được, nói là nó biến chủng mạnh hơn có nghĩa là cái sự tai hại nó càng nhiều hơn, nó hủy diệt mình càng nhiều hơn. Thì cũng vậy, tham sân si chính do cái bản chất, cái đặc tính của nó là tái tạo luân hồi, cho nên nó mới đem đến cái sự khổ ải vô biên. Cho nên chúng ta nhớ là giờ đó, chứ không phải nghe nói tái tạo luân hồi là chúng ta mừng quá, chúng ta nói ồ như vậy thì không có chết, như vậy thì mình càng nhiều phiền não là càng tốt, không phải vậy. Bởi vì cái mầm bệnh mà nó càng tái phát đó thì là mình càng chết sớm. Nếu mà nó khởi lên mà nó bị dập tắt đi, bị diệt đi, thì như vậy nó đem đến sự lạc. Mà càng ngày nó càng phát tán, cái bệnh nó càng, thì như vậy chúng ta đừng có mừng. Cũng như ở đây vậy, bệnh phiền não tham sân si thì bao giờ nó cũng đưa đến cái sự khổ ải, cho nên nó càng tái tạo luân hồi là nó càng đem đến cái sự tai hại đau khổ cho chúng sanh. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, cái ý nghĩa, cái cảm nghĩ của chúng tôi. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thưa tòa thầy sư. Bây giờ thánh sư Quỳnh Thị nghĩ. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thưa tòa có mặt ở trước máy, và nếu thưa tòa nghe được xin kính thưa tòa hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ. Thì đó đang ở đây chúng ta nghe Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc về cái sự gây hại, cái sự bất an mà phiền não mang lại cho mỗi chúng ta. Nhưng mà thưa tòa có thấy rằng đa số người đó họ cảm nhận như là phiền não là thứ hạnh phúc. Ví dụ như tham là một thứ hạnh phúc, mà thậm chí cái sân của họ cũng cảm thấy nó là hạnh phúc nữa. Ví dụ cái sân là họ làm gì cho đã nương giận,
cái sự họ cuồng nộ lên, mà họ cảm thấy rằng được như vậy là họ hạnh phúc lắm. Thì Thượng Tọa có thấy phần đông chúng ta nghĩ rằng phiền não hạnh phúc không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ. Yeah. Thật sự mình nói rằng khi mà con người tham mà lấy được cái gì rồi thì họ cũng vui mừng. Nhưng mà sau đó thì nếu mà họ có tàm quý thì họ thấy rất là hổ thẹn, rất là khổ sở. Đó là mình nói về tâm tham á. Còn nghĩ riêng về tâm sân, nếu mình chửi mắng hay là mình đánh đập gì đó thì chắc chắn khi mình làm rồi mình sẽ rất khó chịu. Nếu mà một người mà có cái uy tín ở đời, hay là người có cái địa vị, hay là có tài sản, hay là có tuổi, mà mình làm vậy thì chắc chắn là mình sẽ rất là đau khổ sau khi đã làm cái tâm sân hận xong. Thì theo con nghĩ rằng á, thật sự đó thì nếu mà nói theo A Di Đàm thì tâm tham vẫn có thọ hỷ, có nghĩa là tâm tham lấy được cái vật gì của người ta vẫn thấy là thọ hỷ. Nhưng mà thật sự ra khi một người mà lấy được cái vật gì của người ta rồi, nếu mà người đó có tàm quý hay là có một chút suy nghĩ đó thì người này cũng sẽ rất là hay rứt về sau này, chứ không có đơn giản như là họ vui khi mà họ làm tâm tham, họ lấy được cái vật gì xong rồi họ vui hoài. Cũng như cái câu chuyện ở bên Ấn Độ á, giữa cái người chồng và người vợ, cái câu chuyện luân hồi mà con nhớ lại á, là ông chồng đó thì lấy tiền của cha vợ để mà lo cho vợ bệnh, nhưng mà chuyện đó chỉ có người vợ và cái người chồng biết thôi. Sau này người vợ chết á, chết sanh đi chỗ khác á, và người chồng muốn thử á, thì người vợ nói cái chuyện bí mật này, và cái chuyện bí mật này hồi xưa đó thì ông chồng chỉ bà vợ biết thôi. Và cái bà vợ nói một cái là ông chồng giật mình liền, biết đây chính là vợ mình tái sanh trở lại. Chuyện này mình không có nói với ai hết, chỉ có hai vợ chồng ăn cắp tiền của cha chồng mà cha vợ thôi, mà lo cho vợ. Nhưng mà chuyện này chỉ có hai vợ chồng biết thôi. Và hồi đó giờ cả cuộc đời thì ông giấu kín như vậy. Nhưng mà sau khi cái cô vợ chết sanh là chỗ khác, nhớ được cái chuyện này và nói chuyện này, thì ông chồng nghe là giật mình liền. Thì con nghĩ rằng á, thật sự đó, dù cho con cái mà ăn cắp tiền của cha mẹ đi thấy vui như vậy, nhưng mà thật sự đó cũng lo lắng ở trong lòng. Và lo lắng là sao, nếu mình ăn cắp tiền của cha mẹ như vậy đó, mà cha mẹ mình biết được đó, chắc có lẽ là không còn tin tưởng mình nữa. Nên chắc chắn rằng đó, dù tâm tham có kỹ, nhưng mà thật sự ra con thấy rằng nếu một cái người mà họ lấy được cái vật gì của ai đó thì họ lấy được như vậy, nhưng mà có lẽ là họ cũng sẽ nhớ và đi rứt cái trong lòng của họ rất lâu, không dễ gì nguôi ngoai được. Cũng như cái câu chuyện mà con kể về cái câu chuyện luân hồi bên Ấn Độ nổi tiếng đó, thì con đọc mà con coi cũng mấy lần con nhớ con nhớ cái ông chồng lấy tiền của cha vợ để trị bệnh cho vợ, mà sau này người vợ nói là ông chồng giật mình liền. Thì tuy rằng cái chuyện đó giữa hai vợ chồng á, lấy tiền của cha chồng cũng lâu, cha vợ cũng lâu rồi, sau này vợ chết, nhưng mà người vợ sanh lại chỗ khác nói chuyện đó thì ông chồng biết đây chính là vợ của mình. Thì theo con nghĩ rằng nhé, nếu mà tâm sân thì rõ ràng là tâm sân thọ ưu rồi. Nếu mà nói rằng nên được trường tại ưa nói câu là chưa đánh được người đó mài xanh mặt tía, đánh được người là hồn vía lên mây. Mình thấy ở đời cũng vậy đó. Hễ mà chưa đánh được người ta thì mài xanh mặt tía, mà đánh được rồi thì hồn vía lên mây. Đánh người ta kể chân bể đầu hay là chảy máu rồi đó thì mình sẽ thấy hiểm họa đến với mình liền. Thật sự cái câu đó là vậy, bởi tâm sân thọ ưu, nhưng mà riêng tâm tham thì có thọ hỷ. Nhưng mà tâm tham thọ hỷ thì con nghĩ rằng người ta lấy được của ai rồi đó thì người ta cũng nhớ cái chuyện đó rây rứt cả đời, chứ không dễ gì mà người đó dễ dàng mà quên được. Thì theo con nghĩ như vậy. Nên tuy rằng mình thấy về cái thuộc tính tâm thì tâm tham vẫn có thọ hỷ, vẫn có thọ xả. Nhưng mà tâm tham khi mà nghĩ rằng một cái người mà lấy của ai rồi đó thì người này luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ chuyện này, làm gì mà sao quên được trong cái chuyện trong tâm của mình. Thì cái đó là những cái điều mà con nghĩ rằng sẽ có. Thành ra con xin chia sẻ như vậy, nếu cái gì cần nói thêm thì con thỉnh Thượng Tọa. Dạ. Sa thủ kính trình Thượng Tọa. Pháp Đăng.
Quý Phật tử có thấy Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trong lớp học hay không? Xin được thỉnh Thượng tọa Tự Quyền hoan hỷ trở lại. Dạ. Yeah. Thượng tọa Tự Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tự Quyền đang ở trước máy, xin Thượng tọa hoan hỷ lên tiếng chào. Và một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tự Quyền, Thượng tọa có nghe được không? Dạ. Yeah. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông hoan hỷ cho biết. Chào quý Phật tử, chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, Sư Nguyên Thông, ở trong bài học này, Đức Phật Ngài đưa ra hình ảnh là cái phiền não đó, tham, nó có ba thứ là tham sân. Khi mà nó sanh khởi trong tâm thì nó mang lại cái sự tai hại, sự bất an. Thì nếu chúng ta áp dụng lời dạy của Đức Phật ở đây trong đời sống hàng ngày thì chúng ta nên áp dụng như thế nào? Từ bài học này, xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái câu hỏi của sư phụ này là có mang cái tính cách giáo dục, là bởi vì nếu mà chúng ta học cái câu hỏi mà sư phụ vừa đặt ra đó thì chúng ta sẽ nhớ lại lời dạy của Đức Phật là cái sự xuất hiện của Thế Tôn thần gian này để là ngài để nói ra cái sự khổ và cái con đường gì khổ và tại sao khổ. Bởi vì trên thế gian này có một cái chân lý mà cái chân lý này chỉ có Thế Tôn mà thấy được ra mà thôi, là bởi vì ngài đã tu hành, cái mức độ tu hành của ngài chúng ta không thể đếm được. Mà thí dụ như mình nghĩ rằng có một cái sa mạc, mà trong cái sa mạc đó có biết bao nhiêu hạt cát, thì Đức Phật đã tu hành 20 lần cái sa mạc đó, cái kiếp sống của ngài đó. Thì mỗi một kiếp sống là ngài tu, mà ngài tu đến 20 lần một cái A Tăng Tỳ Kiếp. Cái gọi là A Tăng Tỳ Kiếp là một cái số lượng không thể đếm được, thì chúng ta có thể nói là cát sông Hằng hay cát của sa mạc. Mà ngài, mà Đức Phật đã tu cho như vậy, cho nên ngài sau khi mà ngài đắc đạo rồi đó, thì khi mà ngài bỏ ra một tuần lễ để chiêm nghiệm được những cái pháp mà ngài đã đắc đó, thì ngài nói cái pháp này nó rất là vi diệu mà loài người không thể hiểu được. Là bởi vì cái khả năng hiểu của loài người đó thì không có, là bởi vì cái tham sân si, mà cái mà sư phụ vừa nói ra, cái tham sân si nó che mờ của chúng ta. Mà thế gian này là những người mà chưa chứng thánh quả từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, chưa chứng được những thánh quả đó thì không thể thấy được cái chân lý này, bởi vì cái tham sân si nó che mờ cái trí tuệ của chúng ta. Là vì vậy cho nên cái bài kinh này nêu lên, nếu được áp dụng trong cụ thể trong đời sống hàng ngày như thế nào, bài kinh này mà nếu được áp dụng trong đời sống cụ thể là cái người hành giả đó phải là người có đi vào cái room này để nghe pháp nhiều, rồi mới thấy rằng là cái người hành giả đó luôn luôn phải ở trong cái tình trạng là chánh niệm tỉnh giác. Khi mà ở tình trạng trong chánh niệm tỉnh giác thì một cái ý, một cái tâm mà khởi lên trong tâm của chúng ta thì người hành giả đã nhận rõ ra rằng cái đó là thiện hay là bất thiện. Mà cái sự việc mà Đức Phật giảng dạy rằng mỗi hành động của chúng ta là thân hành, cái hoạt động của thân thể của chúng ta, một hành động của chúng ta khi nói năng bằng cái miệng của chúng ta và cái hành động của chúng ta khi ta tư duy, thì nó tóm lại gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành. Tất cả những thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta khi mà đã nghĩ lên rằng đã khởi ra rồi thì nó đều mang cái quả báo. Và cái quả báo đó là nhất thiết nó phải xảy ra một khi một hành động đã làm. Thì cái hành động nó xảy ra, mà khi cái hành động đó làm đó thì có cái nhân quả. Thì cái nhân quả đó có thể là nó xảy ra liền tại chỗ. Thí dụ cho một cái người ngu si nó rút súng ra và kê vào đầu nó bắn bóp thì chết liền. Còn cái điều cái nhân quả đó mà có thể ra 5-10 bữa dài sau hay là kiếp sau hay là thế nào đó, thì nó có điều là có một cái là hiện kiếp và
cái kiếp lai sanh đó là kiếp tới, và cái hậu kiếp là có ba cái thời gian mà để cái quả báo nó xuất hiện lại cho cái người hành giả mà đó có những cái hành động tham sân si hay là vô tham vô sân vô si. Hành động tham sân si hay là vô tham vô sân vô si đều có cái quả đáo báo cả. Mà nếu hành động ác thì cái ác báo, và hành động thiện thì có cái thiện báo. Và đó là cái chân lý mà chỉ có Đức Phật mới thấy ra và giảng dạy. Và chúng ta may mắn đến giờ phút này cái giáo pháp của Thế Tôn vẫn còn ở nguyên vẹn, và chúng ta đã hiểu rõ. Người mà hiểu rõ các pháp này mà thường xuyên mà chánh niệm tỉnh giác, cái chữ chánh niệm tỉnh giác mindfulness đó mà làm sao thì chúng ta có thể có được cái mindfulness đó, thì Đức Phật giảng dạy là phải là thiền định. Mà thiền định cái samatha là để mình đếm hơi thở vô hơi thở ra, mình đếm hơi thở vô hơi thở ra là mình đếm đó trong lúc chúng ta đang sống trong cái hiện tại giờ này tại đây. Thì chính là chúng ta đang sống trong hiện tại giờ này là tại đây đó. Thì mỗi cái hành động của chúng ta thì chúng ta bắt được ngay liền đó là thiện hay là bất thiện. Là thiện thì chúng ta tuân theo, là bất thiện thì chúng ta trừ diệt đi. Một người hành giả mà hiểu được giáo pháp của Thế Tôn như vậy đó, thì người hành giả đó sẽ hạnh phúc sống trong cái trần gian này, tại đây bây giờ kiếp này và mãi mãi kiếp sau, nếu người hành giả đó luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và hành theo cái vô tham vô sân vô si trong cái gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành của mình. Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi thứ 4 này, bài kinh này nếu được áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày như thế nào, thì đó là con xin nói rằng cái bài kinh này được áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày là người hành giả đó phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Không phải mình chánh niệm tỉnh giác giây phút này rồi năm sau mình mới làm được, không phải, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Cái đó ta gọi là thường niệm, hay là cái vô gián định của chúng ta là như thế. Nếu mà chúng ta áp dụng được như vậy là luôn luôn trong con người của chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác, là luôn luôn chúng ta sống trong cái giáo pháp của Thế Tôn, thì Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà kính trọng pháp, sống trong giáo pháp thì người đó được cái pháp bảo vệ người đó. Bởi vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái câu hỏi này con rất là tán thán và kính phục sư phụ là để giảng dạy cho chúng ta biết là cái bài kinh này nếu được áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày như thế nào, thì con nói rằng cái bài kinh này là bài kinh mà chúng ta nên học và chúng ta nên nhớ kỹ. Là bởi vì cái điều mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta, cái gọi là cái tứ diệu đế đó, thập nhị nhân duyên đó, bát thánh đạo đó, cái đó là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này, không có cái gì mà cao quý và chính xác và hữu ích cho chúng ta bằng cái giáo pháp của Đức Phật. Là bởi vì Ngài là một người đã tu hành, với cái công lực tu hành như vậy thì không biết là nếu mà nó có bằng cấp thì nó bằng cấp nào. Thì bây giờ nói cái bằng cấp của Đức Thế Tôn thì gọi là bậc chánh đẳng chánh giác, là một người hiểu biết và có cái lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh. Và đó là Thế Tôn của chúng ta. Và Ngài đã giảng dạy cho chúng ta cái giáo pháp, mà cái giáo pháp của Ngài là cái chân lý tuyệt đối. Mà người nào mà học được giáo pháp của Ngài, kính phục giáo pháp của Ngài, kính trọng pháp của Ngài và thực hành pháp của Ngài, thì người đó được cái pháp bảo bảo vệ của họ và có thể đưa họ giác ngộ mà để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bởi vì cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy ra thì nó có cái hiệu quả là giúp cái người hành giả đó thoát khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp này và mãi mãi về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con suy nghĩ với cái giá trị của câu thảo luận số 4 này. Bài kinh này nếu được áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày như thế nào, thì đó là những điều mà con trình bày. Xin cảm ơn sư phụ, con kính mời sư phụ Lama chân thành tri ân lắng tai nghe. Con kính mời sư phụ. Sa thủ kinh truyền sư Nguyễn Thông, thượng tọa Tư Quyền ơi, tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa quan chỉ trả lời. Dạ, dạ có con. Thượng tọa Tư Quyền, thường thường người ta làm phước, người ta làm điều thiện, người ta hay mong được phước. Nhưng mà nếu mình làm điều thiện mà mình mong để giảm thiểu phiền não, thí dụ như là mình bố thí, mình mong giảm lòng bỏng sản, bố thí giảm lòng tham, hay tu tập
tâm tư mình mong là giảm thiểu lòng tâm sân, thì cái sự mong cầu để giảm thiểu phiền não đó nó có ý nghĩa như thế nào với người người tu Phật? Xin kính thỉnh thiền tọa Tư Nguyệt. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Quỳnh Quỳnh, cô Hoàng Nguyệt, cô Tử Vi cùng đại chúng. Dạ, cũng kính lễ đến Chư Tăng, kính chào đến toàn thể chúng quý Phật tử. Dạ, kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Nếu như một người người ta làm một cái điều thiện, điều lành, người ta mong cầu cái kết quả là trời người, kết quả sinh y cho đời sau vân vân, hay là trong tương lai, thì điều đó là một điều mà bình thường ở trong cuộc đời. Nhưng ngược lại, đối với một người hiểu biết về Phật Pháp mà có cái tâm cầu đạo giải thoát, thì người ấy làm những cái việc thiện, việc lành, thì có thể nói rằng chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ nó khác hơn. Bởi vì sở dĩ suy nghĩ khác hơn, tức là chúng ta ước cầu mai sau chúng ta có cái này có cái kia, là chúng ta cầu cái sanh hữu cho đời sau như thế này như thế nọ. Nhưng ngược lại, cái sự bố thí này để chấm dứt cái lòng bỏng sẻn, chấm dứt cái sự chấp thủ của cái này là của ta, hoặc là ta mong ta được như thế này, ta được như thế kia ở trong tương lai do hành động này, là có cái nhân khởi để trổ quả cho tương lai, thì cái điều đó là nó bình thường. Nhưng ngược lại, có một người, người ta hướng cầu đến cái gì? Bởi vì cái sự chấp thủ này, vì cái sự chấp thủ, vì cái sự ước muốn này, cho nên sinh tử đau khổ. Cho nên họ ước muốn cái gì? Họ không ước muốn gì cả, mà họ cho rằng đây là cái hành động mà chúng ta làm, mà nó không có mong cầu danh tiếng, không mong cầu quả báo gì trong tương lai cả, mà do nhân này, do duyên này, để ly tham. Cái hành động đó chính là cái hành động mà chúng ta gọi là parami, hay là cái hành động của bố thí độ. Chúng ta chỉ làm việc để xả tài, xả thí, mà không mong cầu cái lợi ích gì cả. Chỉ với cái ước nguyện do hành động này, do kết quả này, mong cho mình được ly tham, được chấm dứt cái khổ đau sinh tử. Vung bồi cái pháp độ ba la mật trong bố thí độ, trong cái sự xả ly Nikhamma, và với cái Banya Parami và Atitha Parami, cái yếu tố đó nó quyết định quan trọng vô cùng to lớn. Thì kính thưa quý vị, cái quả đó quả lớn, chúng ta đừng cầu mong cái quả của hữu lậu, mà chúng ta cầu mong cái quả của vô lậu. Còn cái chuyện hữu lậu này, cái phước này rất là bình thường, chắc chắn là bố thí, bố thí cơm, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí vật thực gọi là cho sức lực, bố thí xe thiền cho sự ăn vui, bố thí hàng đốt cho mắt sáng, và kết quả như thế chắc chắn. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không có một cái ước cầu đến cái gì cầu đạo giải thoát á, mà bằng những cái hành động, bằng sự nhứt bỏ tiền của tài sản của mình, bằng một sự trì giới, bằng một cái sự ly dục, bằng một cái sự xuất ly, bằng một cái trí tuệ, bằng một cái tinh tấn, bằng một cái nhẫn nại, bằng một cái chân thật, bằng một cái quyết định, bằng một cái tư, bằng một cái pháp sản, và như thế thì chúng ta mới gọi là chúng ta mới gom tụ được cái giá trị của ba la mật độ. Thì cái người tu Phật phải hướng tâm tới cái chuyện này nè, cũng như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu mong đến cái quả vị giải thoát. Cho nên tất cả những sự thua thiệt, tất cả những cái sự nó gây khó gây khổ cho mình không coi đó là một chướng ngại. Còn ngược lại, nếu như mình cầu mong cái kết quả đó, thì chúng ta luôn luôn mong cầu những cái hoàn cảnh chúng ta làm đó, nó phải được tốt như thế này, phải được đẹp như thế kia. Nhưng ngược lại, khi mà có một nghịch cảnh đến, chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta cảm thấy khó chịu, khi mà cái Phật của chúng ta đã cho ra nó không được như thế này, nó không được như thế nọ. Ngược lại, khi chúng ta làm phước cúng dường đến Tam Bảo, là chúng ta đã có dứt khoát, chúng ta đã cúng đến Tam Bảo rồi, cái đó có tài sản của Tam Bảo. Khi chúng ta dứt khoát, chúng ta cúng rồi, thì cái cúng đó nó thuộc về cái tiền của
người ta làm cái gì thì kệ người ta, mình không có quan tâm. Tức là chúng ta không bị dính mắc, không bị chi phối. Đến khi có một người nào đó, người ta sử dụng cái vật, cái tiền của hay là cái vật của mình cúng, nó có như thế nào, thì tâm của chúng ta nó cũng không bị dao động. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện, thì nó sẽ dao động và nó sẽ bực bội khởi sinh lên. À, cái tâm như thế này, cái tâm như thế kia. Có nhiều người, người ta cúng dường, để hiểu Phật Pháp. À, khi chọn cái tên tuổi, khi chúng ta hỏi để nêu danh hài tuổi, người ta chỉ nói, thưa sư, con cúng dường mục đích, con chỉ với tâm niệm ba la mật đủ. Thì khi người ta nói như vậy, chúng tôi rất là tán thán và chúng tôi rất là phục và rất là nể những người đó hiểu biết Phật Pháp một cách tốt đẹp. Bố thí mình không có mong cầu cái gì cả, mà mình chỉ xả tài, gặp hoàn cảnh, gặp điều kiện tốt để cúng dường, gặp điều kiện tốt để xả tài, người ấy xả tài, chứ không phải vì A B C D. Vì người phải có thầy tôi, phải có sư tôi quen, phải có người tôi thân, phải làm như thế này tôi mới vừa lòng, phải đọc tên, đọc tuổi, với cái số lượng cúng dường nó như thế nào, nó trước, nó sau, được, thua gì đó, hoàn toàn. Mà nếu như họ làm một cách tức là parami như vậy, ai có hùng, có góp, có đưa vào, có thiếu, có ít, có nhiều gì, họ không quan tâm. Đây là một cái hành động của một người đệ tử. Và chúng ta nhớ, cái hành động parami đó nó rất là quan trọng. Mấy cái hành động là vô cầu, vô chấp. Đó mới là nó mang tới một kết quả parami. Mà không cần danh, không cần lợi, không cần một cái gì hết cả. Có thể nói rằng nó rất là khó đó quý vị, chứ không phải chuyện dễ đâu. Một cái tâm chấp thủ của mình mà. Tại sao tôi làm thì tôi có phải có được cái này, tôi phải được cái kia. Cậu nói ở đây làm cái hành động này, không nói cái chữ được, mà nói tới cái tự tâm của người đó đã rất mừng. Người đó đã tạo được một, có một điều kiện để vượt thoát cái tâm của mình, chấp thủ tâm của mình, bỏng sẻn tâm của mình, keo kiệt. Đây là một điều khó. Và một điều khó hơn nữa, người ta xin cái vật quý, cái vật đẹp, cái vật khó cho lại cho được. Đó chính là một sự xả tài lớn hơn. Chúng ta làm cái xả tài là một chuyện, làm cái vô cầu vô chấp là một chuyện, nhưng chúng ta không xem cái điều đó nó là một cái vấn đề mà nó lớn lao. Thường chúng ta biết chúng ta có thể cho ra những gì mà chúng ta có thể cho ra, còn cái khó cho ra mà chúng ta cho ra được, đó mới nói lên một cái dứt khoát, cái sự chấp thủ của mình. Cũng như một cái hành động trước mặt chúng ta, họ lừa gạt chúng ta, nhưng họ xin xỏ chúng ta, mà chúng ta vẫn cho họ, mà chúng ta không có buồn phiền, không có giận hờn. Tôi ngu, làm như tôi ngu đó, tôi cho họ, họ gạt tôi, làm như tôi ngu, họ gạt tôi. Cái đó đó là cái tôn tạo cái ngã chấp của mình rồi. Còn ở đây mình biết bây giờ họ xin mình một miếng gạo, miếng cơm, thôi kệ, không cho ít, không cho nhiều, mình diệt trừ cái gì, cái tâm mà đấu, cái tâm mà so sánh giữa mình với họ, cho hơn cho thua gì. Mà mình cứ nghĩ rằng họ xin mình thì mình bằng một cái, tại sao họ bán cái uy tín, cái danh dự cho mình rồi thì mình cứ mua đi, nó rất rẻ. Nó chỉ nói, nếu chúng ta nói một cách khéo. Còn ngược lại, bằng một cái tâm xả tài thì không cần người ấy có một mục đích gì. Đó là tinh thần của Bồ Tát đó quý vị. Cái đó mới là cái giá trị của Bồ Tát đó. Cái đó là cái tâm của Bồ Tát. Bây giờ ta xin mình cái vật khó cho mà mình vẫn có thể cố gắng cho được. Thì đấy chính là một cái mới gọi là chúng ta xả tài chứ. Còn nếu như trường hợp mà cho mà mình, ví dụ bây giờ mình có 1 tỷ thì mình cho 100, mình có 1.000 mình cho 1 đồng. Thì cái chuyện nó quá nhẹ. Nhưng mình có 1.000 mình cho hết. Hết coi như là 5, hết coi như là 500 đồng rồi. Chúng tôi ví dụ như vậy. Chúng ta cho 800-900 đồng, ngay cả cho 1.000 luôn. Nói như vậy mới nói lên một cái sự thử thách, cái sự khó khăn của chính mình và cái sự vô cầu vô chấp của mình. Thì kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng là
Một người mà tạo thiện nghiệp để mong cầu, để giảm thiểu phiền não, để mong cầu giảm thiểu phiền não bố thí, để bớt cái tham, cái bổn sẻn, thì nguyện đó có cái lợi lạc gì đối với người Phật tử? Quả thật thì đây là một cái ý niệm hết sức là cần thiết, hết sức là to lớn. Và cần thiết như vậy, và cần tập như vậy, để chúng ta mới là làm những việc mà nó có quả lớn. Đấy là một trong những nhân lành, những cái duyên trợ cho cái ba la mật ở hiện kiếp này cũng như tương lai để chúng ta thành tựu qua vị giải thoát. Dạ. À, con xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có được gì cần một chút thì kính chúng ta thưa tọa. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Sa thú kính trình thưa tọa thưa quý. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin dành vài phút cuối cùng của lớp học ngày hôm nay để tiếp theo lời của Chư Tăng chia sẻ thêm một vài điều liên quan đến bài học. Thật ra thì ở trong đời sống này, chúng ta có một vài cái phương cách và từ đó nó giúp chúng ta giảm thiểu được phiền não. Thứ nhất là thỉnh thoảng chúng ta nên sống yên tĩnh một mình. Và khi sống yên tĩnh thì chúng ta nên tập thế nào mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc của sự yên tĩnh đó. Yeah. Một người mà càng cảm nhận cái hạnh phúc của sự an tịnh đó, thì người đó càng ít có cái khuynh hướng là tham nhiều, sân nhiều, mà cảm thấy rằng thật sự đời sống an tịnh là đời sống rất là hạnh phúc. Và điểm thứ hai mà chúng ta cũng có thể giảm thiểu được hạnh phúc, giảm thiểu được phiền não đó, đó là chúng ta tạo phước. Yeah. Khi chúng ta làm các thiện sự đó, thì như hồi nãy chúng ta tự nguyện có đề cập đến, chúng ta cũng có thể là trong cái sự làm phước đó mình cảm nhận rằng mình cho đi thì nó hạnh phúc hơn là mình cố gắng mình thu góp lại. Dạ, cái đó cũng là một điều hạnh phúc. Nhưng mà cụ thể đó, thì nếu nói trên phiền những hành động đó, thì chúng ta bố thí mà biết cách bố thí thì nó giảm thiểu lòng tham của chúng ta. Và nếu chúng ta thường tu tập tâm tư thì giảm thiểu trong sân của chúng ta. Và chúng ta thường nghe pháp đó, thì nó giảm thiểu cái tâm si, nghe pháp hoặc tu tập thiền định. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là đừng chờ cho đến khi nào mình nổi sân lên mình mới tu tập tâm từ. Có nhiều người nghĩ rằng khi mình đã nổi tu tập tâm từ, cái đó nó khó lắm. Hàng ngày buổi sáng khi tâm chúng ta thanh thản thức dậy, thực ra cố gắng mong cho muôn loài được an lạc. Và thỉnh thoảng chúng ta đi bộ một mình, thí dụ quý vị đi bộ trong xóm làng, thì trước khi đi, trước khi bước đi thì chúng ta nhắm mắt lại một chút, hay là chúng ta đứng yên lặng một chút, mong cho tất cả mọi người xung quanh ở trong xóm làng được an lạc. Hay là chúng ta lên máy bay hay lên xe chỗ nào đọc về, cứ nghĩ đến mong cho mọi người xung quanh được an lạc. Cái đó là tâm tư. Tâm tư giúp chúng ta giảm được tâm sân rất là nhiều. Và trên phương diện mà tu tập, đặc biệt là tu tập chánh niệm và nghe pháp, nghe những bài pháp từ trong kinh điển, lời Phật dạy thôi, giúp chúng ta giảm bớt thì cái tâm si, giảm bớt thì sự si mê. Ở trong kinh cũng có dạy về ba pháp khác, gọi là ba pháp quán niệm. Ba pháp quán niệm này cũng giúp cho chúng ta giảm thiểu phần nào cái tham sân si. Thứ nhất là chúng ta quán về vô thường, quán vô thường, quán tới cách sanh diệt, chịu khó nhìn cái sanh cái diệt trong đời sống, nó giúp chúng ta giảm bớt tâm tham đi. Ví dụ mình gặp một người mà 10 năm trước họ rất là đẹp, bây giờ thì họ đã tàn tạ rồi, không còn đẹp như xưa nữa, thì đó là vô thường. Hay hoặc giả là có người nào đó còn sống rất là giàu có, oanh liệt, bây giờ chết đi thì tài sản chẳng thuộc về của mình nữa. Thí dụ Steve Jobs cũng làm cả hàng tỷ bạc xây dựng Apple, cũng giàu có, nổi tiếng một thời, bây giờ chết đi thì tiền bạc đó vợ con hưởng, người sau hưởng, và cũng có được chút danh như vậy, đó đúng là vô thường. Thì cái đó, cái quán về sự vô thường, nó sẽ giảm chúng, nó làm cho chúng ta bớt đi cái sự dính mắc. Và quán về cái khổ, quán về cái khổ của cuộc sống, thì giảm giúp chúng ta giảm bớt tâm sân. Cái tâm sân thường thường là chúng ta phản ứng về cái gì mà bất bình,
cái gì mà nóng giận, mình nghĩ rằng tại sao như thế này, không tại sao thế kia, tại sao chuyện nó đụng chạm đến cho mình. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta nên nhắc, tự nhắc rằng cuộc sống thì nó phải có những điều ngoài ý muốn. Và cái gọi là khổ không phải chỉ riêng cho mình, mà nó chung cả xóm làng, gia tộc, quốc độ, ba cõi nhân thiên, chỗ nào cũng khổ hết. Và chúng ta thường nói về này bởi vì chúng ta nghĩ rằng chỉ có mình mới khổ thôi, người khác không có khổ. Nhưng mà khi mình nhìn thường cái khổ thì chúng ta sẽ bớt đi cái giảm bớt tâm sân. Và quán niệm về vô ngã đó, nó giúp chúng ta giảm bớt cái tâm si. Tại sao vậy? Cái giáo lý vô ngã đó là căn bản là chúng ta thấy rằng tất cả sự hiện hữu đó nó vốn là một cái sự tập hợp của nhiều yếu tố, nhiều điều kiện. Nó giống như là mình làm việc gì đó, mình có phần hùng, mình mở một cơ sở thương mại có phần hùng với nhiều người. Mà có nhiều người thì không nên nói người nào làm chủ tất cả. Ở trong cuộc sống này mình thấy cái gì cũng vậy. Từ cái hoa mà mình trồng cho đến một cái cuộc vận động tranh cử của một người nào đó, hay là bất cứ cái gì trong đời sống, nó cũng là một cái sự tập hợp của nhiều nhân, nhiều duyên. Và trong cái nhân duyên đó thì mỗi nhân duyên đó, nó có một cái ảnh hưởng riêng, quyết định riêng. Rốt cuộc thì cuộc sống nó là một sự hỗn hợp. Trong sự hỗn hợp thì nó không có độc quyền. Và không có độc quyền thì không nên gọi đó là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Mà mình phải suy niệm cho thường, phải thấy cho rõ. Thật ra quán niệm về vô thường, khổ, vô ngã, quý vị thấy vậy mà nó giúp cho chúng ta giảm chịu được cái tham, cái sân, cái si rất nhiều trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, cũng có một cái trường hợp khác mà ở trong cuộc đời này chúng ta tu tập mà giảm thiểu phiền não đó. Đó là khi nào mà mình thấy một người khác, và một người khác mà họ tham lam hay là họ sân hận, chúng ta nhìn từ cái nhìn khác thì chúng ta thấy rõ ràng rằng họ đi từ cái khổ tới cái khổ thôi. Trong cái bài kinh ở trong Trung Bộ có gọi là kinh Tư Lượng. Tức là mình nhìn người không phải đi phê phán, mà nhìn người đó để mà mình tự học lên một bài học, và sau đó mình tránh. Ví dụ như là chúng ta thấy những người nói nhiều, những người ngồi lê đôi mắt, hay là những người hay sân hận, những người hay tham lam, chúng ta rất dễ dàng để nhận thấy khách quan đó là những người đó quả thực họ đang vương vào những cái hệ lụy, những khổ đau mà chính họ không biết được. Thì khi mình thấy được như vậy, mình đừng chỉ trích họ, đừng nói họ, mà mình chỉ tự nhắc với trong lòng mình là mong rằng mình đừng là như vậy. Chúng tôi có những lần mà đi tụng kinh hộ niệm, tụng kinh cho những người mà sắp mất, thưa quý vị, thì chúng tôi nhận ra một điều rằng khi một người sắp mất, thường là cái đau của thể xác và những cái toan tính trong đời sống liên quan đến tài sản, đến con cái, đến quyến thuộc này, như thế họ rất là khổ. Chúng tôi ngồi trong lúc chờ đợi, có nhiều khi mà vào tụng kinh mà lúc đó đang chờ đợi bác sĩ hay là y tá đến, họ thay thuốc hay là họ tắm rửa hay gì đó, mình ngồi mình chờ đợi, mặc dù mình hẹn là mấy giờ mình đến. Thì trong lúc chờ đợi đó, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng cái người đó bây giờ họ đang sống trong tâm trạng như vậy, tâm trạng của buồn, của khổ, của lo lắng. Và điều đó nó tự nhắc chính mình rằng một khi mình bị bệnh, một khi mình kề cận cái chết đó, thì trong giây phút đó mình phải làm cái gì. Cuộc sống của chúng ta nó hay vướng vấp vào những cái chuyện không đáng. Nhưng mà người ta nói một câu như vậy là chuyện đáng chuyện mình thì quán. Tức là chuyện người thì mình khôn ngoan lắm, sáng suốt lắm, nhưng mà chuyện mình thì mình không khôn ngoan. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy chúng ta là nên nhìn người khác như là một bài học, để tự vấn với chính mình là khi mình ở trong trường hợp như vậy mình làm thế nào. Chúng tôi có rất là nhiều lần trong cuộc đời nhìn thấy những người mà họ tự ái một cách rất là lố bịch. Ví dụ như là chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đi dự một cái đại hội mà một vị hòa thượng cũng lớn, nhưng mà vì lý do gì đó người ta đặt để cái ghế nó không có được thích hợp cho vị hòa thượng đó, mà nó đặt sau một vị hòa thượng khác, mà vị này nổi giận. Thì chúng tôi lúc đó chúng tôi mới thấy rằng con người mình đó, cái danh vị nó rất là quan trọng. Khi người ta đến chỗ đám đông hay ngay cả đứng chụp hình, ta cũng muốn chen vào giữa, ta muốn ngồi ở giữa. Và khi mình nhìn những vị đó thì thật sự mình thấy rằng thật ra mình không có hoan hỷ,
Tại sao vậy? Tại vì mình tu bao nhiêu năm rồi mà chỉ một cái chiếc ghế ngồi hay là vì một chút hư danh nào đó mà mình nổi giận, tại mình phiền não như vậy thật ra không có đáng. Đó là những bài học của cuộc sống. Dạ. Nếu mình càng lắng nghe, mình càng lắng lặng quan sát, mình càng lắng lặng cảm nhận, thì dần dà mình sẽ thấy rằng đúng là tham là gây tai hại, sân gây tai hại, si gây tai hại. Tham làm cho mình bất an, sân làm cho bất an, si làm cho bất an. Đức Phật ngày thường dạy cái pháp gọi là thường tự quán, tức là thường nhìn lại. Thí dụ như ngày dạy về chính cái pháp ấy, mà chúng ta thường nơi quán, ví dụ như là mình nghĩ rằng người đó làm hại mình, người đó làm hại cái người thân của mình, hay người đó làm lợi cho kẻ thù của mình, người đó làm hại cho người thân của mình, thì mình nghĩ như vậy cái tâm mình nó tự nhiên nó dệt lên, nó thổi phồng lên, nó làm cho cái cơn giận, cái thù oán, cái quan kết nhiều thêm. Thì Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên tự vấn là mình nghĩ như vậy để được cái gì, được lợi ích gì. Nghĩ như càng nghĩ thì mình càng trăn trọc, mình càng nghĩ như vậy càng phiền não, càng nghĩ như vậy thì mình càng khổ đau. Để được cái gì, mình phải thấy điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta thường tự quán thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của chánh niệm. Chánh niệm là cái khả năng nhìn lại, cái khả năng hướng sự chú ý vào thân tâm của mình, lắng nghe chính mình. Lúc đó mình thấy rằng bực bội, mình dính mắc, mình nổi giận, mình nổi quạo, những thứ đó nó không có lợi ích cho bản thân mình hết. Chúng tôi thường thấy có một điều rằng nếu mà mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta thức dậy mà cái tâm ta an lạc, tâm của chúng ta ít phiền não, tâm của chúng ta không hận thù, thì nó sáng suốt hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mà ngày nào chúng ta thức dậy mà với cái tâm bực bội là chúng ta thấy nó không có tốt đẹp gì hết. Chúng tôi sống ở Mỹ đó, trải qua một thời gian đặc biệt gần đây, thì cả nước Mỹ và kể cả cộng đồng người Việt là đang có những sự phân hóa lớn về vấn đề chính trị. Trong cái sự phân hóa lớn về chính trị đó, người ta nhìn nhau bằng con mắt hận thù lớn lắm, hận thù mạnh mẽ. Hồi xưa khi chúng tôi mới qua Mỹ, người ta có cái sự quan niệm khác biệt về bảo thủ, hay là về tự do, hay là về tiến bộ vân vân, liberal hay là conservative, nhưng không đến đổi bây giờ. Bây giờ thì người Mỹ họ gay gắt với nhau, thậm chí có thể vì sự khác biệt mà họ cầm súng bắn với nhau, và người ta sẵn sàng giết nhau vì những cái gọi là bất đồng chính kiến. Chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng một cái xã hội như vậy, nhưng mà nó đang xảy ra tại nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta phải để ý như vậy. Nếu chúng ta không khéo, nếu chúng ta không có cái gọi là cái nền tảng căn bản của sự tu tập ấy, thì chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào hận. Bởi vì trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng cái thời kỳ chiến tranh ấy, là thời kỳ khó tu, khó tinh tấn. Và mình sanh ra trong một cái nơi mà sân hận nhiều ấy, thì nó lại là một cái hoàn cảnh khiến ta bị giảm thiểu trí tuệ. Tại vì sao vậy? Ban đầu thì nó chỉ sự khác biệt thôi. Tôi theo quan điểm này, tôi không theo quan điểm kia. Nhưng mà từ sự quan điểm đó, nó dẫn đến sân si, nó dẫn đến hận thù, nó dẫn đến một cái sự gay gắt với nhau đó. Thì lúc đó chúng ta mất sự sáng suốt. Chúng tôi nói như vậy là đôi khi chúng ta phải tâm niệm rằng nếu cái đạo của mình mà tốt á, thì cái đạo đó phải đủ để làm cho chúng ta tử tế hơn với những người xung quanh. Nếu mình nghĩ cái đạo mình tốt mà đạo đó dạy cho mình hận thù nhiều hơn, dạy cho mình quan trái nhiều hơn với những người khác biệt mình, thì mình phải nghi ngờ, mình phải đặt lại vấn đề. Nếu có quan điểm chính trị, nếu chính kiến mình nó sáng sủa thì cái đó nó phải phục vụ cho nhân loại. Còn nếu cái quan điểm của mình mà nó chỉ đào thêm hố sâu, cái quan điểm của mình nó chỉ đào thêm hận thù, nó tạo thêm hận thù, thì mình phải coi chừng lại. Con người chúng ta là con người, mình phải có cái gốc, mình phải biết cách suy nghĩ. Bởi vì hơn ai hết, và nếu chúng ta đọc vào trong kinh thì chúng ta thấy thì Đức Phật ngài dùng nhiều thí dụ lắm. Có những con vật mà nó sanh ra thì nó tự hủy. Ví dụ như mình biết là cá hồi, cá sao minh á, cá sao minh khi nó sanh con thì nó chết. Hay là cây chuối mà nó trổ bùn thì nó cũng chết. Vì đâu miền quê biết, dĩ nhiên cây con nó mọc lên hết, nhưng cái cây chuối nó trổ bùn nó chết.
Và ở đây thì Đức Phật dùng cái cây tre, cây lau, cây sậy, hãy nó trổ hoa, hãy nó có trái rồi nó chết. Thậm chí Ngài dùng những cái cách khác như là xét ra nó sanh ra từ sắc, nhưng nó trở thành đẳng sắc, màu sắc. Bởi vì chúng ta là con Phật thì có một chuyện rất là dứt khoát là chúng ta đừng tin vào phiền não, dù đó là phiền não của chính mình. Chúng ta có cái quan niệm gì đi nữa, chúng ta theo ai đi nữa, mà do cái chuyện đó mà chúng ta chất chồng phiền não thì phải coi chừng. Chúng ta phải nhìn lại, không có, ở trên đối với người tu Phật không có chuyện gì mà đáng quan trọng hơn là tự nhìn lại bản thân của mình, đem cái sự chú ý vào thân tâm mình. Và khi nhìn lại bản thân của mình, có một điểm mà chúng ta phải nghĩ đến là cái chuyện đó nó có phiền não hay không phiền não. Nếu mà mình tu cả đời mà tối ngày mình cứ lo chuyện thiên hạ không, mà không biết nghĩ, không biết tự phản tỉnh chính mình thì nó có vấn đề chứ. Nếu một cái người tu mà không có tự phản tỉnh, tối ngày lo chuyện đông tây nam bắc bắt hoài vấn đề. Và nếu chúng ta tự phản tỉnh mà chúng ta không thấy được cái gọi là phiền não hay không phiền não, sự an lạc bất an, thì nó có vấn đề nữa. Và chúng tôi trở lời một câu nói mà nó rất là cổ điển mà chúng tôi nói hoài, là ngày xưa khi mà Ngài Tăng Bôi Lưu Ngài sắp trở về Biển Điện, chúng tôi lên đảnh lễ Ngài đó, thì chúng tôi có thưa với Ngài, bạch Ngài, Ngài là thầy của con, khi Ngài về Ngài có dạy cho con điều gì để con nhớ không? Thì Ngài nói mình học cách nào, tu cách nào, nhưng mà nhớ một điều rằng thường xuyên quán vô thường khổ não vô ngã. Thường xuyên quán vô thường khổ não vô ngã. Chúng ta đừng nghĩ là những điều đó nghe nó ảm đạm, nghe nó tiêu cực, nhưng mà thật sự những điều đó nó giúp chúng ta giảm thiểu đi cái phiền não. Mà ai mà ít phiền não thì người đó an lạc, đơn giản vậy thôi. Chúng ta đừng nghĩ chuyện rắc rối quá, nghĩ chuyện nào cho thật sự là đơn giản nhất thì chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúc hơn. Con người chúng ta, thưa quý vị, đôi khi mình xây dựng cho mình một hệ thống tư tưởng, mình lớn lên mình nghĩ rằng mình lập chí, mình lớn lên rằng mình có quan điểm này quan điểm khác, nhưng mà nhiều khi chúng ta quên hẳn đi một điều, phàm phu chúng ta thấy nó phức tạp nhưng mà nó nông cạn. Bậc thánh giản dị bề mặt thâm sâu, chúng ta thấy phức tạp chứ chúng ta nông cạn lắm. Chúng ta nghĩ rắc có đủ cái chuyện, nhưng mà sẽ rắc rối không nhất thiết chúng ta có nhiều sống đâu, chúng ta rất là nông cạn về chính mình. Nên những bài kinh này chúng tôi mong rằng chúng ta đừng nghĩ rằng quá dễ hiểu hay là bài kinh quá ngắn, mà chúng ta xem thường đây là những bài kinh mà chúng ta nên nhớ. Và nếu chúng ta có thể áp dụng phần nào đó vào trong đời sống của mình thì chúng ta sẽ được nhiều lợi lạc. Và cũng là một sự chia sẻ sau cùng trước khi kết thúc chương trình sư hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddhadharma, là thưa quý vị, chúng ta không nên đọc kinh như là đọc sách thường, mà chúng ta nhớ rằng đây là lời dạy của một bậc giác ngộ, của một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài xuất hiện ở đời và những lời dạy của Ngài soi sáng cho chúng ta rất nhiều thứ. Và nếu chúng ta học, suy niệm, nhớ những điều này thì quả thực là chúng ta rất hữu duyên, hữu phước. Và nếu chúng ta sanh ra đời nghe theo Phật Pháp mà chúng ta không nhớ, chúng ta không hiểu, chúng ta không sử dụng được thì thật ra chúng ta rất là bất hạnh. Chúng ta quả thực rất là bất hạnh. Thưa quý vị, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddhadharma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để giảng dạy. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có mùng tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đến lễ Chư Tôn Đức. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật. Sa thú, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đặng đã đúc kết môn học hôm nay và cho chúng con những lời pháp thật lợi ích trong bước đường tu học của chúng con. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp.
Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới.